Vâng, Nam Khánh xin kính chào tập thể quý vị. Clip ngày hôm nay em lại quay giới thiệu cho quý vị một cặp Soly SS A5, một cặp loa rất là đáng chơi, rất hiếm trên thị trường Việt Nam. Cặp này thì em cũng đã về cập bến trong năm nay thì cũng được mấy cặp rồi. Nhưng mà về thì thợ cũng chốt hết. Thì hôm nay em về một cặp thì sẽ quay cho quý vị cụ thể chi tiết. Và một cặp mắt cáo xa xui, mặt cáo sân cui gỗ SB35 rất là chất nhá. Hàng gỗ lạng về cực đẹp luôn. Một cặp loa Akai. Cặp loa Akai lưới bố. Đấy, rất đẹp, có cái tem nhôm phía trước. Và thanh lý cho quý vị một cái cặp của áo đắc toàn dài của Pháp 17 cm. Cặp này thì có một bác ở trong Sài Gòn, bác Gạch kêu hôm nào qua Hà Nội lấy thì nói chung là cũng không lấy thì thôi, cũng không báo em một tiếng. Đến lúc om cả tháng rồi thì hôm nay sẽ thanh lý cho quý vị luôn. Quý vị đang xem video nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái mặt hàng của Nam Khánh. Các bác nhớ ấn nút rung chuông để nhận được thông báo clip mới các bác nhá. Ngay bây giờ thì em sẽ mời quý vị cùng nghe thử cái cặp Soly SS A5, một cặp loa rất là nổi tiếng của hãng. Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây, từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như một lần quá cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta nghe sóng âm u dội vào đời buột giá, hồn ta gió cát phù du bay về. Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa, tình reo tình âm thầm, sâu reo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây, thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Em xin phép tạm dừng cái âm nhạc để quay chi tiết cho các bác cái cặp Soly SS A5. Thì đây là một cặp loa SS A5 là voi rất nổi tiếng của hãng các nhá. Các bác con này nói chung là ở Việt Nam ấy thì thường thường cũng khá là ít người biết đến những cặp SS A5 này. Một cặp loa SS A5 là voi rất là hay luôn. Đây là phần căng của cái con Soly các bác nhá. Đấy, và đây là cái phần đằng sau, đằng trong. Đấy. Hãng họ rất là trau chuốt làm những cái
cái chống ồn này đó. Và những cái xương này của cái y căng này rất là rắn, nó bằng nhựa đúc, những cái nhựa gì nó nhặt rắn như đá vậy đấy. Cái đây là cái phần vải, vải còn rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Đấy, logo rất đầy đủ này. À, đặc biệt cái bọn này nó làm cái logo này nó làm bằng bằng giấy các bác nhá, bằng giấy nhá, chứ không phải là bằng nhôm bằng nhất gì nhá, bằng giấy, giấy nhưng mà nó sần sần như da lộn ấy. Đấy, rất là đẹp. Đây, đây là cái chiếc ở bên này. Đấy, hai chiếc đều còn rất đẹp các bác nhá, không có bị rách gì. Con này thì nó có thiết kế cái phần dính này, các cái dính dính này, nó rất là chắc. Khi anh em mà chưa sử dụng cái loại loa này bao giờ, cậy cái lưới căng ra thì nó rất là khó luôn. Đấy. Nhưng có một cách thì để anh em cậy cái này ra thì anh em tóm vào đây này. Đấy, tóm thật chắc vào đây, giật mạnh một góc thôi. Nó sẽ ra một góc thì anh em sẽ nhấc lên được. Đấy, ví dụ như bây giờ em đang đặt xuống cái thảm này thôi, nó đã ăn các cái móc câu xuống thảm luôn. Đấy, con này là thiết kế cái căng của nó, cái móc của nó rất là khỏe, rất là chắc luôn. Về phần cấu hình loa thì con này nó sở hữu một bát 20cm và một con chép đôm. Cấu tạo rất đặc biệt từ những cái phần phần nỉ này và tất cả những cái phần chống ồn này. Đấy, từ cả cái mép này luôn, tất cả ở trên. Và tất cả cái củ và cái xương của cái củ loa này đều được hãng người ta bọc các cái chống ồn này các bác nhá. Đấy. Con chép này thì cũng rất đặc biệt, có thể nói là đây là một con chép phải nói là cực kỳ gấu của Sully. Các cái màng loa này được làm lên từ những cái sợi nó rất là mỏng, mỏng bằng 1/1000 tờ giấy các bác nhá. Các bác có thể check cái trang hãng để biết được cái người ta review về những cái con chép này. Đấy. Ở đây thì nó có một cái lưới sắt bảo vệ, tất cả những con ốc này đều được niêm phong bằng những cái miếng nỉ và tất cả những cái ốc trong kia nó cũng được niêm phong các bác nhá. Đấy. Hàng về của em là nguyên zin, chưa có đụng chạm gì, tất cả đều còn nguyên zin, chưa tháo ốc luôn nhá. Đây là những cái bụi nó bay vào đây, nó bay vào cái khe này. Đó. Các bác nhìn thấy rất là đẹp nhá. Đấy, phần tuyến loa bát thì nó có thể nói là như mới các bác nhá. Đấy. Mua những cái cặp loa siêu tầm như này, thực ra con này nó giá nó cũng không hề rẻ. Đấy. Phải cực kỳ đẹp như này. Đấy. Thì em mới lấy về Việt Nam các bác nhá. Đấy, mua từ bên kia là cũng giá nó cũng rất là cao, đấu đá nhau các kiểu mới mua được những cái cặp gấu như này. Đấy. Cặp bát rất là chất luôn, nòng rất là sâu. Đấy. Nếu mà tính đường kính của nó thì nó khoảng tầm 22-23 cm, còn thông số hãng của nó là 20 các bác nhá. Cái kiềng nó là kiềng ở tận đây này. Đó. Rất là to. 20 mấy cm. Đấy. Thùng loa được thiết kế bằng lớp gỗ lạng, lớp gỗ lạng, lớp gỗ lạng các nhá, lớp gỗ lạng rất là chắc chắn luôn. Thùng của nó thì nó nặng 13 kg một chiếc, chưa bao gồm cái chân các nhá. Đấy, hôm nay con này cặp này em về thì có đủ cả chân zin luôn nhá các nhá, nguyên zin nguyên bụi này. Đó. Đó. Đây là phần tem của cái chân này. Đó. VKS Alami Japan. Con này thì nó có cái công suất là 180W một loa các nhá. 180W một loa, trở kháng là 6 ohm, cực kỳ dễ ghép âm ly. Đấy. Thùng quách các thứ thì có thể nói là cực đẹp luôn. Đấy. Những cái thùng gỗ lạng của nó này còn rất là mới nhá. Đây, quý vị nhìn nhá. Rất là chất nhá. Thùng quách kể cả đằng sau rất là mới luôn. Cặp này thì nói chung là không có một điểm gì chê cả. Đấy. Cặp này thì cái mặt của nó cũng là cái gỗ thịt cây như này các bác nhá. Đấy, cái mặt trước ấy, nhưng mà hãng người ta dán cái lớp này lên. Đó, đây. Để em quay cho quý vị đấy. Đó, cái này họ dán lên các bác nhá. Đấy, thì là lớp nỉ này. Đấy, họ dán lên, chứ còn mặt của nó, cái mặt trước này thì nó cũng như cái chất liệu như này luôn. Đó, đây là phần tem. Phần tem của nó đây và cái số series. Đó. Sony SS A5. Em zoom lại cho LED. Đó, SS A5 180W 6 ohm bên Japan các bác nhá. Series của nó là 4571. Và chiếc bên đây, chiếc bên đây cũng rất là đẹp luôn này. Cặp loa nó to hơn cả ngón tay cái. Đấy. 4572. Hay con này là series liền kề các bác nhá. Series liền kề luôn, đầy đủ lưới căng. Và cặp Sony SS A5 này thì bên Nam Khánh đang bán với quý vị 15 triệu đồng. Quý vị nhá.
Bình thường một cái cặp này mà đẹp như này ấy, thì trên thị trường nó cũng tầm 15-16 triệu trở lên rồi và không có chân. Đấy, và những cái cặp này thì hàng Nhật về, nó khác với cả những cái con anh em người ta gọi là đã sử dụng rồi, người ta giao lưu với anh em mà người ta bán lại, người ta đều đồ đã qua sử dụng tại Việt Nam, người ta đã bán 15-16 triệu rồi. Đấy, con này hàng của em là chưa qua sử dụng tại Việt Nam các bác nhé. Đấy, 15 triệu cả chân luôn. Riêng cái chân này thì cũng đã mấy triệu bạc rồi. Đấy, khi mà mua từ bên kia nó đã khoảng tầm 10.000 yên cái cặp chân này rồi, đã khoảng tầm 2 triệu rồi, chưa tính ship về nữa, khoảng tầm 1,5 triệu tiền ship về nữa. Đấy. Tất cả còn rất đẹp các nhá. Đây là những cái vết mình sờ tay vào này. Đấy. Các bác nhìn thấy không? Đấy. Nguyên bụi, em chưa có lau chùi gì luôn. Cực đẹp luôn. Giờ thì em sẽ mời quý vị cùng nghe thử thêm một đoạn nữa của cái Soli SS A Long. Đời đó có bao lâu thôi em hãy đi về vĩnh biệt, kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao. Mùi tóc là ngôi và thư tình, anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùng em nào. Nghẹn ngào trăng đắng muôn cay, ngôi vĩnh biệt thiên thương. Và đây là em cho quý vị xem cái trang hãng của cái cặp Sony SS A5 Navoi các bác nhá. Con này thì nó sản xuất năm 1989 này. Đây. Đấy. La Foy có nghĩa là giọng nói của người trong tiếng Ý đây. Con này thì nó có đặc biệt là cái phần chép của nó. Một loa chép dạng vòm 2,5 cm. Đấy, màng ngăn được làm từ một cái loại gì, đọc tiếng Anh hơi dài. Đấy, một loại sợi được sản xuất bởi vi khuẩn. Nó mỏng hơn 10 micron và nhẹ, có chút sợi mỏng khoảng 1 phần nghìn tờ giấy. Rất là dã man luôn. Nó có tốc độ truyền tải âm thanh gấp 3 lần so với giấy. Đấy, con này nó làm rất là kỹ các bác nhé. Đây là cái phần thông số giải tần này, 40Hz đến 30.000Hz hay giải cao, rất là dã man luôn này. Đấy, tai người thì không nghe, để nghe nổi đến 30.000Hz. Độ nhạy là 89 dB, công suất là 180W 6 ohm, chiều rộng của nó là 31,5, chiều cao 61,5 và chiều sâu là 31,5. 13 kg. Chân đế này, đây là bộ chân đế VS VKS A5 nhé. Đấy, riêng cái bộ chân đế này nó có 35.000 yên rồi.
Đấy, rộng 31, cao 25 và sâu là 28,5. Nặng 2,3 kg một chiếc chân. Như vậy là cái con này, hai con này nó nặng 15 cân 3. Đấy, một chiếc các nhá. Đấy, nguyên phần cân nặng của con này nó đã trên 30 kg một đôi. Đó, rất là gấu luôn. Vâng, giá 15 triệu đồng cho cặp Sony SS A5. Rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Đẹp, nói chung là leng keng luôn. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489 các bác nhá. Tiếp theo thì quay cho quý vị hai sản phẩm nữa ở bên này, và cặp củ loa Audax các bác nhá. Hơi đi cái clip của cái con Sony này nó hơi dài thì quý vị thông cảm. Vâng, và về trên này là cặp Akai ST101 các bác nhá. Cặp này có phần lưới bố rất đẹp luôn này. Đó, lưới cổ luôn, tất cả còn zin đét các bác nhá. Một con chép đôm và một con bát 16 cm. Cặp vành thì nó sẽ to hơn chút. Nó là Akai ST101. Vỏ gỗ rất đẹp các bác nhá. Chiều rộng của nó đây, chiều rộng khoảng tầm 22 cm, chiều sâu khoảng 20, và chiều cao con này cỡ khoảng tầm 45-46. Đó, một con bát rất là đẹp này. Gân của nó là gân ngược các nhá. Đấy, gân ngược. Đấy, rốn của nó rốn vải màng giấy. Tuyến loa còn như mới, tuyến loa còn sạch sẽ như mới luôn nhá các bác nhá. Một con chép đôm, chép đôm này nó có một cái lưới sắt bảo vệ. Đấy, rất hay luôn. Đây là phần đằng sau. Đây, phần đằng sau các bác nhá. Đây là phần tem này. Akai ST101 các bác nhá. Thì em quay cái này ra ngoài cho quý vị dễ nhìn hơn. Để ngược ngược này hơi khó nhìn. Con này là dưới chân nó còn có cái cao su, cái lỉ để chống rung nữa cơ. Đấy, đây là phần đằng sau của cái cặp loa Akai. Tổng cái phần đằng sau coi nhá. Đây là phần cặp loa. Cặp loa, đây, cặp âm dương đây. Có xeo chỉnh đấy nhá. Có xeo chỉnh để tăng giảm giải cao. Đấy, con này có một cái tem nhôm số series này. ST101 công suất là 40W, trở kháng là 8 ohm. Đấy, một con bát là 6 1/2 inch. Đấy, made in Japan các nhá. Hai chiếc đều còn đẹp tinh luôn. Đây là phần số series này. Series của nó đuôi 1427 các nhá, 1427 made in Tokyo Japan này này. Đấy, chiếc bên đây là 754. Đó. Made in Japan đây. Có xeo chỉnh. Đấy. Công suất là 40W, giải tần là từ 35Hz đến 19.000Hz. Đó, đây là cái giải để anh em tăng giảm cái giải cao theo ý muốn nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Con này thì những anh em nào có cái đầu băng cối tự hành ấy, cắm con này vào thì tiếng rất là hay này. Đấy, và cũng ít khó tại thị trường Việt Nam. Cặp này thì giao lưu với quý vị giá là 3.800.000 đồng cho cặp Akai ST101 cặp nhá. Đấy, cặp này cũng rất là ít có trên thị trường. Đây, đây là phần ế căng. Con này để ế căng vào nhìn rất là cổ kính luôn. Đó, tem này của nó là tem nhôm các nhá. Đó, tem nhôm, chữ Akai tem nhôm. Đó, tất cả phần lưới ế căng này còn cực kỳ đẹp luôn, không có bị rách rích một tí xì. Đây, các bác nhìn đây. Đó, rất đẹp nhá. 3.800.000 đồng cặp Akai ST101. Và tiếp theo thì em quay cho quý vị cái cặp dưới, cái cặp Sansui. Để em bỏ cái loa cài ra, quay cho quý vị cái cặp Sansui đó. Một cặp Sansui mắt cáo SB35 rất đẹp các nhá. Đấy. Cái này em còn chưa tháo cái lưới căng này ra. Đấy, bởi vì nhìn xuyên này nó cũng nhìn được cái phần tuyến loa rồi, nên thôi không tháo nữa. Loa này thì nó có hai đường tiếng, một con chép ở đây. Đấy, một con chép 10 cm đây, và một con củ bát 22 cm đây. Đó, rộng hơn găng tay. Đó. Màng giấy các nhá, màng giấy. Đây. Cực kỳ đẹp luôn, màng giấy gân vải tẩm dầu, và cái lón giữa của nó là lón nhôm. Đó. Logo của Sansui đây. Tất cả những cái này nó còn nguyên những cái ốc các nhá. Đấy, còn nguyên những con ốc để bắt ấy căng này, em chưa có tháo gì cả. Đấy. Ấy căng gỗ còn rất đẹp luôn. Con này thì có cái thiết kế cái vỏ gỗ lạng rất là đẹp luôn. Trên nóc này nó cũng rất là đẹp luôn. Đây.
quay cho quý vị. Đó. Cặp này thì thích hợp những anh em chơi những cái dòng nhạc cổ, nhạc vàng, nhạc 375, rồi những em chơi đầu đĩa than băng cối ấy, rất là thích hợp với cả những cái cặp loa như này. Cặp AK cũng vậy và cặp này cũng vậy. Em sẽ quay cái phần đằng sau của cặp này cho quý vị. Đó. Đấy, nguyên zin, đẹp keng luôn. Ở đây nó có cái băng dính coi nhá. Đấy, có băng dính này. Series của con này nó là 2395. Còn con này nó là 2582. Đó. Đây là phần cọc loa cũng như là cái chạm để bắt dây này. Đấy. Thông số của nó đây, 1 bát 20, 8 inch 20, cả vành của nó thì phải tầm 22 nhá. Nhưng mà thông số hãng của nó là 20. Đó, và một con chép 19. Công suất của nó là 35W trở kháng 8 ohm, Sansui FP35 các bác nhá. Đây, Made in Japan ở dưới này. Đây, chiếc bên này. Cũng vậy. Rất đẹp luôn nhá. Thùng quách các thứ là vuông đét nhá. Đó, các bác nhìn thấy cái thớ gỗ của cái con này nó còn cực kỳ mới luôn. Đó, nhìn nghiêng nghiêng này thì dễ nhìn hơn. Còn nhìn thẳng thì nó sẽ hơi khó nhìn. Nhìn thẳng nó bị lóa. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Cặp này thì giao lưu với quý vị giá là 4 triệu đồng các bác nhá. 4 triệu đồng cho cặp Sansui FP35. Đấy, loa 2 way, bát 20, một chép, lỗ thông hơi phía đằng trước. Thiết kế hoài cổ rất là đẹp luôn. Đây, đây thông hơi nhá. Đấy, có lỗ thông hơi rất là to, tầm 10 cm ở đây. Bên đây cũng vậy. Giá là 4 triệu đồng cho cặp Sansui SP35, một cặp loa mắt cáo giá cực kỳ rẻ cho quý vị luôn. Và tiếp theo thì em quay cho quý vị cái cặp Audax này. Xả luôn cho quý vị cái này hôm nọ, cách đây một tháng thì em cũng có quay cho quý vị rồi. Và thực ra thì đã cũng là chốt của cái bác ở trong Sài Gòn rồi, hẹn hôm nào ra Hà Nội lấy. Nhưng mà nói chung là sau lấy, không lấy thì cũng không thấy báo. Đến lúc hỏi lại bảo không lấy nữa. Rất là mất thời gian, lúc đó thì cũng khá nhiều bác hỏi mua cặp này mà em lại nhận chốt của bác, mặc dù không có cọc cái gì, khách quen thôi, khách quen mua mấy cặp dây loa thôi. Rồi, đây, cặp Audax của Bơ các nhá, toàn dài 17 cm. T17 này. Đấy, đây nhá, 500 bông Bơ đỏ các nhá. Đấy, 500 bông Bơ đỏ, rất đẹp luôn. Ở góc bên này, như bữa trước em có quay rồi, em cũng quay lại cho quý vị để quý vị không xem được cái video clip kia thì quý vị biết được cái tình trạng của nó. Tất cả nguyên zin các bác nhé, có cái xương này chỗ này nó bắt vào thùng loa ngày xưa ở bên kia thì nó bị oxy hóa một tí ở chỗ này. Đấy, và bên đây cũng vậy, cũng có một chút xíu thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì. Đây, nó gọi là cũ theo thời gian các bác nhé. Đấy, thì để cho quý vị cái cặp này 4,5 triệu các bác nhé, 4,5 triệu. Hôm bữa trước là 5 triệu, còn mấy người hỏi mua mà không mua được, chốt cho bác kia, bây giờ xong nói chung là không lấy nữa, em thanh lý cho quý vị luôn. Giá chỉ có 4,500,000 đồng cái cặp Audax này. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489 các bác. Tất cả tuyến loa còn đẹp và nguyên zin hoặc toàn bộ luôn. Đó. Anh em nào thích chơi loa toàn giải còn có âm ni đen ở nhà rồi, chơi cặp này thì nhỏ gọn mà chất. Đó. Của Bơ không nhá. Phễu phiếc các thứ là rất đẹp, tiếng loa cũng còn như mới luôn. Gân của nó là gân vải 17 cm, gân vải. Đó, rất đẹp các nhá. Đây, nguyên zin nguyên bộ nhá. Vâng, xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị ở cái video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại.